Hello anh em, đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Hôm nay Minh lại shop mình lại đem đến cho anh em một chiếc xe hơi rất là đẹp và rất là mới luôn. Đúng là bán xe mô tô can thì bây giờ mình qua xe hơi thì nó cũng là xe can, xe lướt luôn nha. Thì con xe này mới đi để quay cho anh em cái. Quay vô đây à, quay vô đây, vô đây, vô đây. Đó, xe đi đúng 22.000 cây, xe gia đình sử dụng nha anh em. Rồi, thì bây giờ mình sẽ nói sơ sơ về con xe này. Thì con xe này nó máy 1.5 EcoBoost. Xe rất là mới luôn, em có thể quay cho anh em xem vòng cho xe mới trước à. Đối với xe hơi là 22.000 là lướt lắm nha anh em nha. Con xe của mình mới mua mà 17.000 rồi đó. Đó. Đây là vỏ xe cua. Đây, ở trên đây nó có mức tiêu hao nhiên liệu luôn nè, 6,17 lít cho 100 cây. Trong đô thị là 8,1. Còn đi ngoài đô thị là đi đường trường á là 4,9. Đó, anh em có thể coi. Rồi quay qua đây. Đây, cái này là mở cốp sau nè, nó có nút nè, rất là tiện ha anh em ha. Đây, bấm rồi. Đấy. Thấy không? Quy cái cốp rất là rộng luôn, tuyệt vời cho anh em luôn. Ở đây là gia đình ta đang để đồ luôn nè anh em. Đó, xe biển số thành phố luôn nha anh em. Và con xe này chỉ hơn 400 triệu thôi nha anh em, cụ thể là 470. Cho con xe lướt nha anh em. Đó. Xe đương nhiên bao anh em chết luôn nha. Bao anh em chết hãng, chết gì, anh em thích chết cái gì thì anh em chết. Tại xe gia đình ta sử dụng mà, người ta biết. Lý do vì sao chủ bán cái con xe này mình sẽ nói cho anh em biết, là vì người ta định cư ở nước ngoài anh em. Nếu như mà anh em mua trước 30 tháng 4 á, mua trước 30 tháng 4 thì làm việc trực tiếp với chủ xe luôn nha anh em nha. Ký giấy rồi trực tiếp với chủ xe luôn. Rồi đây, gương thì gương chỉnh điện rồi đầy đủ nha anh em. Chờ quay cho anh em coi nội thất. Quay bên trong. Chắc em ra băng ghế sau luôn đây, ra băng ghế sau luôn. Đăng kiểm thì tới tháng 5 2024 luôn anh em. Tháng 5 2024. Rồi, cho anh em khoan nội thất nè. Xe có camera dê luôn nè, nè nè ha. Rất là tiện lợi đó, camera dê nè. Đỡ dê nè. Để dê cho anh em coi nè, camera dê nè ha, rất là tiện lợi. Đó. Có con xe vô răng rất là nhẹ anh em. Vô răng nó cực kỳ nhẹ luôn, ha cho anh em coi. Xe có camera trước, camera sau. Rồi lẫy số vô lăng. For xe lướt, xe rất là đẹp anh em coi nè, nội thất bên trong rất là đẹp đó. Chỗ này là mình có thể để hồ sơ rồi nè, thấy không? Để hồ sơ giấy tờ đó, đó, gặp lại. Em có quay thấy đâu, quay thấy không? Rồi, thì gương chỉnh điện 4 cửa nè, rất là đẹp. Đó, đó, rất êm, xe ok đó nè. Thì máy lạnh nè, đây. Con này mua đáng đó, anh em ơi, con này mới đó, mới tới 800 mấy rồi đó. Mà xe này giờ có bán 400 mấy à, 400 mấy không mua xe này, xe nào chìa khóa nó nhìn rất là sang trọng mà ha anh em. Đó. Đề nổ start top, hiển thị tất cả các thông số trên đây. Đó, xe lướt luôn, mới cực kỳ mới. Bây giờ chắc mình đi quay một vòng cho anh em nghe cái độ cách âm của con xe ha. Đó, để mình chạy dần vòng cho anh em nghe bộ cách âm. Rồi thì như trước khi đi thì mình phải xích beo đầy đủ. Rồi. Nếu như mà đi một vòng thì em quay góc đó luôn đi. Góc đó đẹp đúng không? Đẹp đúng không? Rồi, anh em là cách âm rất tốt, vô lăng rất là nhẹ nè anh em ha. Vô lăng cực kỳ nhẹ luôn. Rất là nhẹ, rất là mượt. Nó nhẹ lắm em, con này nhỏ gọn đi cho ra thành phố ok lắm. Đó, rồi mình đi một vòng xong rồi mình sẽ cho anh em review cho anh em băng ghế sau. Có lẫy số vô lăng đồ đầy đủ luôn. Này nhỏ, nhỏ gọn đẹp lắm anh em, đi ok đó nè. 400 mấy còn chần chờ gì nữa. Anh em quên đi Mazda 3 đi nha, con này ok hơn. VS rồi chi, con này ok hơn. Con này mà mình có người thân mà chắc mình cũng con này tặng cho người thân đó. Tại nhà mình ai cũng có xe hơi hết rồi. Mới lắm anh em. Cái mùi thơm mới nó vẫn còn luôn mà. Mùi thơm xe mới. Máy xăng rất là tiết kiệm nha anh em. Con này thì khỏi nói rồi, dễ độ tiết kiệm xăng của nó.
này là trải nghiệm thực tế của mình đó. Anh em nghe thấy ở ngoài có nghe tiếng gì không? Mình không mở nhạc nha anh em, để cho anh em nghe cảm nhận thực tế. Ở ngoài là không nghe gì luôn anh em. Nói chung là cách âm theo mình đánh giá thì nó ngon hơn cái Mazda 3. Em mình nó có một chiếc, mình cũng đã chạy rồi. Đó, quay cho anh em coi dòng đó, cho em đánh giá xe. Trên đây có một cái màn hình phụ nữa, rất là ok ha. Nhìn rất xịn sò bổ, nhìn sang trọng, gọn gàng. Tối tối chở yêu đi phố rồi. Rồi để mình tắt vô đây cho mát mát rồi mình quay cho nha. Máy lạnh, cửa gió điều hòa rồi rất là ok. Xe này gia đình ta sử dụng á, nên đã. Mua xe cũ mà mua chúng mấy xe này thì quá tuyệt vời luôn anh em. Rồi, bây giờ quay review anh băng ghế sau. Rồi, bây giờ em quay từ ngoài vô. Mở cửa. Rồi. Cho anh em coi cái băng ghế sau nè, để mình ngồi lên mình cảm nhận xe này cho anh em. Đó. Hai cửa nè, thì ngồi đây thôi. Cảm giác là sao ta? Thoải mái anh em. Rộng, rất là rộng anh em. Rộng thoải mái. Nhưng mà cái băng ghế trước này á, theo mình thấy á, mà những người cao 1m8, 1m9 á thì nó hơi chật. Nhưng mà băng ghế sau thì nó lại rộng hơn băng ghế trước ta. Đúng không em? Đúng không cameraman? Em ngồi em cảm giác là băng ghế trước thì nó hơi chật đúng không? Băng ghế sau cực rộng. Băng ghế sau cực rộng luôn á. Ví dụ mình nằm đi nè, lên thử rồi. Ok bộ, ok ok. Rộng 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 em. Rộng quá thoải mái. Cái này do anh cao quá nên chân anh lòi ra nè. Này thì anh cao thì đó. Nhưng mà ở ngoài sau anh lại thấy nó rộng hơn ở ngoài trước. Gọn gàng ha, xe đi gia đình ok. Sướng á. Sướng. Lấy con về chở ghệ đi cameraman. Rồi ở đây thì mấy cái này thì đơn giản rồi, da đồ nè, còn mới tinh nè. Thì nói chung xe lướt thì nó mới rồi anh em. Nó còn mới tinh, mọi thứ còn mới. Này chưa rửa luôn á anh em. Này mà đánh bóng lại là đẹp tuyệt vời. Nè, anh ngồi anh cảm giác theo anh nha. Cái băng ghế trước á là nó hơi nhỏ. Nè, anh em có thể thấy em quay từ bên đây qua. Đó. Trước thì nó không có bự bằng xế sau luôn á. Nhưng mà đối với người 1m7 như mình ngồi rất là thoải mái. Em quay được tới cái vô lăng không? Vô đây ngồi quay cái vô lăng cho anh em coi nè. Đẹp tuyệt vời luôn ha. Mới tinh luôn, mọi thứ mới rồi. Xe này không có bọc da, bọc gì. Ấy là không có mua cái bọc vô lăng bọc vô luôn á anh em. Mà nó mới cỡ này. Được, màn hình là nghe nhạc rồi. Màn hình là đã ha. Màn hình này xịn sò, đại FM rồi. Đây là chỉnh quạt gió điều hòa. Bấm nút dừng khẩn cấp. Điều hòa. Bên đây vẫn là điều hòa. Bên đây điều hòa. Hả? Có cửa sổ trời luôn nè. Đó. Để mà mở cửa sổ trời. Ngon lành. Bên đây à. Bên đây là ghế vẫn là chỉnh cơ nha. Bên đây là chỉnh cơ. Để mình mở cửa sổ trời. Cửa sổ trời. Vô đây ngồi đi cameraman. Cửa sổ trời. Quên bà nó mở cửa sổ trời rồi. Đừng phá xe em. À đây quên. Hỏi xe nhớ chứ mình phải nhiều xe quá mình phải quên. Đó, cửa sổ trời ra. Quá tuyệt vời. Có cửa sổ trời luôn nha anh em. Đó giờ đi xe chỉnh điện rồi, giờ chỉnh cơ chưa có quen lắm. Đó, chỉnh cơ. Cửa sổ trời nè, mát, thoáng, đã. Rồi giờ anh quay thấy cửa sổ trời không? Rồi, giờ đóng cửa sổ lại nè. Đó. À. Cái này là tránh nóng. Rồi, cái này là bỏ kính, bỏ đồ nó, kính đen rồi. Lấy đều. Đâu? Thấy sao em? Thấy sao? Được. Đó. Rồi giờ mình đi ra ngoài tiếp. Mọi thứ đẹp ha. Cái cần số của nó nè, mọi thứ đều đẹp, đều can xà beng. Này mình quay lùng lòng cho anh em dễ coi.
Trần Nỉ nè anh em, Trần Nỉ nè anh em, quay em quay Trần Nỉ cho anh em xem. Trần Nỉ mới tin luôn, nói chung mọi thứ mà mới hết luôn á anh em. Đây là để cho mấy bạn nữ soi gương, cái này không cần thiết quay tại xe nó mới lắm rồi. Đó. Camera đầy đủ nha anh em. Anh em mua là tặng luôn cái tượng Phật Bà luôn nè, thì cái gì trên xe là tặng hết anh em. Tại mà anh em lưu ý nha, để ra đây nói chuyện cho anh em trở về. Tắt máy ra. Đối với con xe này á, mà anh em mua trước 30 tháng 4 á, là anh em quên cho anh em coi khoang máy. Từ từ anh cho anh em khoang máy cái, để mình nói luôn, để mình mở khoang máy lên cho anh em coi. Mua trước 30 tháng 4 là anh em có thể trực tiếp gặp chủ xe ký giấy đồ này nọ luôn nha anh em. Rồi anh em thông cảm nha, tại mình review xe mô tô quen rồi đó, mình quên cái khoản là cái khoang máy. Em tin ông, đây là lần đầu tiên anh mở không mấy con này luôn á. Đây. Ôi. Nóng. Rồi anh em coi không mấy đây. Không mấy là đẹp luôn, như đúng mô đo xe luôn. Cái này dính mấy cái bụi trên thôi nha. Rồi xong chưa. Nè sùng chỉ nè, xe này tự tin luôn anh em, khỏi phải chê luôn. Mới tin, không có một vết va chạm. Dĩ nhiên xe lướt mà anh em. Đó, rồi chưa, ok chưa. Đó. Rất là tuyệt vời. Tiêu hao nhiên liệu con này là khỏi phải lo. Mâm vỏ nè anh em. Michelin. Đó. Nhiều khi á, review xe cũng lộn nữa. Tại trước mình review xe hơi á, là mình quen rồi. Gương này á vẫn là gương chỉnh cơ nha anh em. Có nghĩa là gương này nó không có chỉnh điện, nó không có gặp ra gặp vô nha anh em. Mình chỉnh cơ rồi thôi. Đó. Thấy không? Vậy thôi. Cái này là một cái điểm yếu của con này, cũng là một cái điểm yếu luôn. Đó. Không khó lắm em. Gương này bể. Bẻ khó lắm, nói chung là cũng khó bẻ. Với lại người ta lấy, người ta lựa Mercedes-Benz, BMW, Range Rover rồi ta chơm, chứ ta chơm mấy xe này làm gì, bán nhiêu tiền đâu. Đó, thì những cái gì, em quay sùng chỉ ra đây cho anh em coi cái nữa. Thì những cái gì xe này nó đẹp thì mình cũng đã nói rồi. Thì anh em biết rồi đó, mô tô lướt thì xe hơi cũng lướt. Đó. Rồi vậy cho anh em nha. Em nào mua xe thì cứ liên hệ số điện thoại cho mình, hoặc là liên hệ trực tiếp với lại số điện thoại của chủ xe luôn cũng được. Tại vì trước 30 tháng 4 là chủ xe chưa đi Mỹ anh em. Anh em có thể làm việc trực tiếp và ký giấy với chủ xe. Còn sau 30 tháng 4 là chủ xe đi Mỹ rồi, thì anh em làm việc với mình. Đó, thì bây giờ mình đang bán xe đó, giá của nó là 470. Đó, anh em cà phê cà pháo thì cứ qua bên mình. Đó, liên hệ bên mình để mua con xe, một con xe đẹp, rất là đẹp, rất là tuyệt vời, gọn nhẹ đi gia đình rất là ok. Rồi vậy nha, anh em thấy hay thì nhớ bấm like và subscribe kênh của Minh Biker. Mấy cái này đẹp ghê nè em nè, mới á, cái dòng mà xe mới. À quên, con này là đang sản xuất 2018 nha anh em. Đó, con này là đời 2018, đúng đời là 2018. Mọi thứ là còn đẹp như mới nha anh em, đẹp lắm anh em này. Anh này mà chưa rửa, cái này mà rửa ra cái nữa là can xà beng luôn á, là gọi là xe lướt anh em.